Cơ hội khám phá kiến thức dinh dưỡng một cách dễ hiểu và thực tế, hoàn toàn miễn phí. Bằng cách hiểu và áp dụng kiến thức dinh dưỡng, bạn sẽ có một cuộc sống khỏe mạnh, năng động hơn. Nhấn vào liên kết dưới video để đăng ký miễn phí. Hello, hôm nay chúng ta cùng lắng nghe những tiếc nuối cũng như tâm sự từ các linh hồn thánh thiện nơi luyện ngục. Hiệp thông cầu nguyện để họ sớm được dự phần vinh quang cùng Thiên Chúa trên nước trời. Hỡi các linh hồn thánh thiện trong luyện ngục, các ngài có nuối tiếc điều gì về thế giới mà các ngài vừa từ giã không? Tôi nuối tiếc cho thời gian đã mất. Tôi không bao giờ nghĩ rằng thời gian trên trái đất thật là quý giá, chóng qua và không thể đền bù được. Nếu tôi biết trước, thì lúc này tôi mới thấy thì giờ đáng quý biết bao. Tôi toàn quyền sử dụng thời giờ trong tình yêu Thiên Chúa, cho sự thánh hóa bản thân, cho sự cảm hóa tha nhân. Tôi đã dùng thời giờ để gây tội lỗi, để hưởng thụ, để làm việc. Bây giờ, những thứ này làm tôi phải hối tiếc trong cay đắng. Ôi, thời gian đã mất, không còn hy vọng gì lấy lại được. Hỡi các bạn còn sống trên trái đất, hãy thay mặt chúng tôi mà thánh hiến cho trái tim cực thánh Chúa Giêsu một chút thời giờ mà Chúa ban cho bạn cách dồi dào và miễn phí để xin ân huệ cho chúng tôi. Chúng tôi xin cảm tạ các bạn trước. Thánh Vincent Ferrer đã cho biết những nỗi thống khổ của các linh hồn nơi luyện ngục rất lớn. Cho nên, một ngày ở đó cũng như ngàn ngày đối với họ. Tôi nuối tiếc những ân huệ mà tôi đã khinh chê, những ân huệ dồi dào trong mỗi phút của đời sống tôi. Đạo Chúa, ân Thiên Triệu, các bí tích, lời Chúa, những nguồn hứng khởi thánh thiện, những gương sáng, những ơn lành Chúa tha thứ mọi tội lỗi của tôi. Ôi bao nhiêu ân huệ mà tôi đã từ chối hay miễn cưỡng nhận lấy hoặc vùi dập. Ước gì tôi được tự do để uống nguồn ân huệ từ trái tim cực thánh Chúa Giêsu mà nhiều kẻ tội lỗi và khờ khạo đã khinh chê. Hỡi những người còn sống trên trái đất, hãy lắng nghe lời Thánh Maria Margherita từ thiên đàng nói: không ai trên thế giới mà không cảm nhận được ơn lành nếu họ biết cảm tạ tình yêu Chúa và tỏ lòng thờ phượng trái tim cực thánh Ngài. Chúa phán với bà Thánh Gertrude: hễ lần nào con cứu được một linh hồn ra khỏi lửa luyện tội, thì cha vui mừng dường như con đã cứu lấy chính cha khỏi lửa vậy. Thánh Thomas Aquino đã nói: ít lời của một ân huệ nhỏ còn lớn hơn tất cả tài sản của toàn thế giới này. Tôi nuối tiếc những điều xấu xa mà tôi đã làm. Lúc ấy, sao mà dễ dàng phạm tội quá? Tôi đã nhận chìm những hối lỗi trong lạc thú. Bây giờ, sức mạnh của những điều xấu xa làm tôi tàn tạ. Sự cay đắng của những điều đó là nỗi đau khổ của tôi. Ký ức về những điều xấu đang theo đuổi tôi và làm tâm hồn tôi tan nát. Giờ đây, thật là trễ
để hiểu được những hậu quả tai hại của lỗi lầm và sai trái. Ôi, nếu có thể trở lại cuộc sống, thì những lời hứa hẹn, lạc thú, giàu có, không một thứ gì có thể lôi cuốn tôi phạm tội, dù là rất nhỏ. Hỡi các bạn đang còn được hưởng sự tự do lựa chọn giữa Thiên Chúa và thế giới, hãy nghĩ đến những gai nhỏ, thánh giá và lửa nóng đã hành hạ trái tim Chúa Giêsu. Những điều này nhắc nhở cho ta rằng tội lỗi của chúng ta đã làm cho Chúa đau đớn và nhức nhối. Hãy nhớ đến nỗi nuối tiếc quá chậm trễ và đau đớn về tội lỗi mình khi bị giam trong luyện ngục. Bây giờ, thật là dễ dàng để xưng hết tội lỗi trong quá khứ qua bí tích hòa giải và để tránh không mắc phạm lại trong tương lai. Theo Tin Mừng Thánh Marco chương 8 câu 36, được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn nào được ích gì? Tôi nuối tiếc những quà tặng Chúa ban mà tôi đã phung phí, gia sản, sức khỏe, tài năng, vị thế xã hội, vân vân. Lẽ ra, với tất cả những thứ ấy, tôi đã có thể sử dụng như một phương tiện quý báu và hiệu quả để cứu rỗi các linh hồn và vinh danh Chúa. Những món quà ấy đã biến mất trong giờ tôi lìa đời. Than ôi, giờ đây nếu có những món quà chóng tan ấy, tôi sẽ ban tặng người khác để thêm vinh quang mà Chúa đã dành sẵn cho tôi trên thiên đàng và để truyền bá lòng tôn sùng trái tim cực thánh Chúa Giêsu cho mọi người trên trái đất nhận biết trái tim Ngài. Ôi hỡi các bạn còn sống trên trái đất, các bạn còn nhiều của cải thế gian, các bạn sẽ chịu trách nhiệm. Hãy nghĩ lại đi, hãy dùng của cải cách chính đáng và cho những mục đích từ thiện. Hãy trả nợ cho những người còn sống và những người đã chết. Chúng tôi cảm tạ các bạn trước. Thánh John Chrysostom đã nói, bố thí mở rộng cửa thiên đàng. Tôi nuối tiếc về những lời dèm pha, nói xấu mà tôi đã gây ra. Tôi nuối tiếc vì tôi đã phạm tội. Tôi ước gì những hậu quả của việc dèm pha chấm dứt khi tôi chết. Nếu có thể được, tôi xin ngưng lại hố thẳm diệt vong mà rất nhiều linh hồn còn trên trái đất sẽ phải rớt xuống vì những việc họ làm do gương xấu của tôi. Vì tôi mà họ sẽ tiếp tục làm những việc sai trái này trong một thời gian rất lâu. Tôi phải chịu trách nhiệm trong việc tạo ra những lỗi này. Ồ, bạn đến thăm tôi. Bạn được trái tim cực thánh Chúa Giêsu dẫn dắt và Ngài đã chiếu tỏa ánh sáng chói lọi trong đôi mắt tôi. Hãy hợp tác với ân huệ của Ngài và hãy tìm đến để thực hiện ước mơ của trái tim Ngài. Vì chỉ có trái tim Ngài là cách dễ dàng và chắc chắn nhất để hoán cải các linh hồn mà tôi đã dẫn dắt lạc lối khi còn sống trên trái đất. Hãy làm theo công việc Ngài giao cho. Tôi nuối tiếc vì tôi đã không ăn năn hối lỗi đủ. Lúc còn sống, thật là dễ dàng để thống hối. Giờ đây,
Thật là đau khổ trong lửa luyện tội này. Mọi nỗi thống khổ trên trái đất không thể sánh với một nỗi đau khổ nhỏ ở lửa luyện ngục. Lẽ ra, lúc ấy tôi phải khiêm nhường mà chấp nhận mọi đau khổ và nghịch cảnh. Lẽ ra, tôi phải từ bỏ chính mình và bố thí qua các công việc từ thiện. Hỡi các bạn đang đau khổ trong nước mắt, hãy vui mừng và chấp nhận với thái độ của một Kitô hữu. Nếu ta chịu đau khổ để làm vui lòng sự công thẳng của Chúa và dâng hiến lên trái tim cực thánh Chúa với một tâm tình đền tội, các bạn sẽ làm giảm thiểu thời gian lâu dài và đau đớn trong luyện ngục. Chúng ta hãy thực hành những hoa quả của việc thống hối. Tôi nuối tiếc vì tôi đã không bố thí đủ để cầu xin cho các linh hồn nơi luyện ngục những lời cầu nguyện, ăn năn, thống hối, công tác từ thiện, chịu mình thánh Chúa, dự thánh lễ, yêu mến thánh tâm Chúa, vân vân. Lúc ấy, tôi có đủ phương tiện để an ủi các linh hồn đáng thương trong luyện tội, bị giam giữ trong lửa, trong tối tăm và đau khổ. Nếu tôi đã hành động tốt hơn để nhớ đến họ, thì tôi đã nhận được bao nhiêu là hồng ân cao cả để xa lánh tội lỗi. Bằng cách ấy, tôi đã có thể tránh khỏi thời gian thanh luyện lâu dài và đau đớn trong luyện tội. Ôi, nếu có thể trở về trái đất, tôi sẽ tham dự đầy đủ các thánh lễ. Tôi sẽ dự lễ để cầu nguyện cho các linh hồn mồ côi. Tôi sẽ cầu nguyện với các thánh trên thiên đàng để xin theo ý chỉ của các ngài. Than ôi, tôi không còn làm được những việc ấy nữa. Nhưng bạn có thể làm. Trong công lý, chúng ta phải chịu đau khổ. Mời anh chị em dâng lời cầu nguyện. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa Chí Thánh, vì mình thánh và máu cực thánh châu báu Chúa Giêsu đã đổ ra từ trái tim, và vì Mẹ Thánh Ngài là chứng nhân ơn cứu độ, con nài xin Chúa hãy giải thoát những linh hồn nơi luyện tội, nhất là những linh hồn không biết đến nữ vương cao cả, để họ bước vào vinh quang càng sớm càng tốt và ngợi khen Chúa qua Mẹ đến muôn thuở muôn đời. Amen. Lạy Mẹ Maria là đấng vô nhiễm nguyên tội, xin Mẹ ban cho con ơn lành của Chúa là con rời bỏ thế gian không còn vấn vương tội lỗi. Lạy Cha, chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu, con lòng bà, gồm phúc lạ.
Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa. Xin Chúa hãy thương nhận lời con kêu vang. Hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được, bởi Chúa hằng có lòng lành. Cùng vì lời Chúa phán hứa, con đã trông cậy Chúa. Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy thì đã trông cậy Chúa. Những kẻ làm dân người đêm ngày, hãy trông cậy người cho liên. Vì người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân người thay thảy. Lạy Chúa, xin ban cho các linh hồn. Mời anh chị em kể tên các linh hồn anh chị em cầu tại đây. Được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy các linh hồn cho khỏi tù ngục và được nghỉ yên. Amen. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, Chúa đã phán dạy rằng: con hãy xin thì con sẽ được. Vậy con xin Chúa lòng lành vô cùng thương đến các linh hồn nơi luyện tội. Xin Chúa nghe lời con cầu xin kêu vang cho linh hồn, ông bà, cha mẹ, anh em, bạn hữu con. Xin Chúa mở cửa thiên đàng cho các linh hồn ấy vào. Xin cho các linh hồn ấy được sự sống vô cùng hằng soi cho liên. Amen. Nhưng đầy ơn Đức Chúa Giêsu xưa bởi trời mà xuống thế gian 33 năm, cùng chịu những sự thương khó cho các linh hồn thiên hạ được rỗi, thì rầy chúng con xin Cha rất nhân lành vô cùng tha phần phạt cho linh hồn. Kể tên các linh hồn anh chị em cầu tại đây mà chúng con cầu nguyện hôm nay, hoặc còn giam nơi luyện tội, thì xin mở cửa tù rạp ấy cho ra, mà đem lên chốn hưởng mọi sự vui thật là nước thiên đàng. Vì công nghiệp Chúa con đã chịu nạn chịu chết vì chúng con. Amen. Lạy Cha là đấng hằng có đời đời, con xin dâng lên Cha máu cực thánh con Cha là Chúa Giêsu Kitô, hợp với thánh lễ dâng trên bàn thờ khắp thế giới trong ngày hôm nay, để cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện tội, các tội nhân trong giáo hội và khắp nơi trên thế giới, cùng với anh em, họ hàng và những người thân yêu trong gia đình con. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.